Giải đáp câu hỏi tuần trước, kết hợp sử dụng phân hữu cơ và phân vô cơ giúp cân bằng lượng chất hữu cơ hoặc khoáng cho đất, tăng hiệu quả dinh dưỡng cho cây và giảm thiểu tác động môi trường. Xin chúc mừng khán giả Nguyễn Trung Trường, tỉnh Tây Ninh đã nhắn tin trả lời nhanh nhất với đúng đáp án D của câu hỏi. Phần quà một cạc điện thoại trị giá 200.000 đồng sẽ được chương trình gửi đến bạn. Câu hỏi tuần này: phân bón đầu trâu nuôi trái khuyến cáo là sử dụng trước thu hoạch 1 tháng, đúng hay sai? A. Đúng. B. Sai. Mời quý vị bà con tham gia nhắn tin trả lời câu hỏi theo cú pháp CTTM khoảng cách câu trả lời đúng và gửi về số tổng đài 084 3968 777.